Ok, hello và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Shadowfire 2 cùng mình nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng quất đến thằng tiếp theo của con Wash. Thì mình sẽ lại dùng cái Sapphire Fang thôi. Dùng cái thích. Lâu lắm không được dùng cái mới rồi thì mình cứ easy mà bam thôi. Cố lên nào. Sapphire Fang. Moon Ghost. Mongoose. Trời ơi. Lý. Mày đi. Kinh thế nhỉ? Kinh thế. Lý rồi. Địch mày. Khỏe thế. Mày. Ôi giời ơi, số quận nè. Nó đánh nhanh hơn mình anh em ạ. Sư nhỉ mày. Sư nhỉ mày. Mộc đốt. Thôi nhé. Lên quận nằm nhé. Khổ thân em nó. Rồi ơi. Combo. Rồi ơi, đi luôn. Mongoose. Đi luôn rồi. Cầm cái thương triệu thần long kinh quá. Ui, 12.500 kinh nghiệm. Thấp. Quất tiếp nào. Pickpocket. Quất. Đây đi. Ôi dạ. Ây dạ. Này nhí, mày, ha ha. Úi dồi ôi, khổ thân. Tôi đi nhé, bạn đi nhé, tớ ở lại nhé. Cậu cứ đi đi, tớ ở lại. Úi dồi. Mày. Đây à, kinh ý nhỉ. Mày không. Mạnh. Ôi dồi ôi, bốc họ mình rồi. Mộc đội. Ôi dồi ôi. Bù láo nhỉ. Mày bù láo này. Bù láo thật. Bù láo. Sao hai phẹn quân nó. Úi dồi ôi, đau đầu thế. Quái đau thật. Rồi. Chúng ta sắp lên level 20 rồi. Nó cứ lừa ý mình chơi cái này. Raven. Thằng này quen. Hình như đánh bại mấy chục lần rồi. Quất. Mày nhỉ. Thằng kia nhỉ. Bố láo. Nhơn. Thấy chưa. Rồi. Ui rồi. Chết chưa. Khổ thân chưa. Ha ha. Vô đây. Một chóng. Mày vô đây. Úi dồi ôi. Mày vô đây. Chém tao. Mộc đốt. Thôi đi nhé. Úi dồi. Khổ thân. Thanh niên. Rồi lên level rồi. 20 nào. Ôi, Eagle Eyes. Not using rainbow weapon for more than 5 seconds. Full power, thôi cái full power. Dù mình chả nhau gì cả. Rồi, Fisher. Thằng reject nữa. Wait. Ôi, mình có cái búa mới này. Ngon, tí nữa mình sẽ tech cái búa mới này. Bây giờ mình cứ nâng cấp cái mông này lên. Đi quất thằng Whips kia đó. Và bom vẫn đủ, không sao cả. Lấy cái Assassin Rope này. Lấy cái mới cũng được mà. Có gì mình enchant cái này là được. Đơn giản. Đây. Enchant cái này vào. Đấy. Đơn giản. Bây giờ mình dùng được áo khác rồi. Không nhất thiết phải dùng áo mông nữa. Ok. Charming now on. Thấy chưa. Bây giờ mình sẽ mua cái khác nha. Ui. Radiant Headpiece. Rồi. Chúng ta enchant ở cái lá gì đây. Biết không quan tâm cứ en trên cái đồ của mông nữa. Regeneration đâu. I need healing. Biến hình sư thì nó lâu thế. Đây rồi, shuriken nè. Thì mình sẽ lấy shuriken này. Mày cứ yên tâm mà.
hên chen lại nhá, yên tâm thế. Rồi. Ok. Mình vẫn thích mộc độn hơn, nó có độc. Nó bom mà. Ok. Dark Involution. Bác trưởng. Cấp 21 à? Nào, enchant mới nào. Ra cái độc cơ, mình thích cái độc hơn. Riêng cái amulet này thì lại thích độc hơn. Có bộ hơi khó nhỉ. Có bộ hơi khó ra độc. Độc đâu mày? Dark Blast gì đây? Ôi giời, có Dark Blast mới à? Mới coi. Mình thích cái độc hơn. Ok, thử nhá. Chúng ta thử trường mới. Đánh luôn. Fisher, thằng này người thợ câu cá. Rồi, mũ mới đẹp không? Mày mày khéo mày. Sư mày. Ây à, ui, đâm bị. Kinh nhở, kinh nhở. Kinh nhở. Ây à. Nhờ. Ây à. Có lợn này. Mày. Mày ngu người. Ngã rồi. Fisher. Thằng này giống đường tăng vậy. Hê hê. Ây à, ây ây ây. Đường tăng này. Thôi đi rồi, nổ bom mà đi đường tên nữa. Chán thế, chưa test được cái skin mới. Úi rồi, được cái trượng nè. Ngon, tí làm đường tăng luôn. Wonder Staff. Ok. Mình đã có Assassin Rope. Ổn đấy chứ, chakra mà, ui, sao nhiều đồ mới thế nhỉ? À, mình có cái này rồi mà. Quật tiếp nào. À, quên, mình thử skin mới cái. Chọt, 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 chọt. Ném bom à? Trông thích phết nhỉ? Nào. Clever. Rồi đến đây. Cleaver. Cleaver giống kiểu dầu gội đầu. Rồi. Ui giời, cái này giống thủ cấp đoạt đao ở trong Naruto nhỉ. Này, thủ cấp đoạt đao này. Thủ cấp đoạt đao này. Này, thủ ấy à. Này thủ ấy à. Thủ cấp đoạt đao. Thủ cấp đoạt đao này. Thủ ấy à, kinh quá nhỉ. Thủ cấp đoạt đao này. Này, bỏ ui rồi. Thôi đi rồi. Hê hê. Ngon. Thử trường mới phát nè. Đi. Thủ. Rồi. Anh cho mày chém tao hả? Mật dậy. Ui. Vách trường. Đi thôi nhở. Lần đầu tiên mình thấy quả skin này mạnh thế. Đấy, mạnh mẽ. Mạnh mẽ với ai? Mạnh mẽ. Nhơn. Anh vẫn khỏe lắm. Ok. Clear vỡ đã gục rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua vũ khí mới để test nhá. Vũ khí mới tên là La. Để đánh đường tăng chứ nhỉ. Cầm quả đường tăng này mà mất thôi. Xích này. Quickness. Enchant. Rồi, có bom luôn rồi. Nào, thử. Xoay. Úi xoay. Úi xoay. Úi xoay. Có kinh không nhỉ? Úi xoay. Úi xoay. Úi xoay. Cũng được. Nó chọc vào đầu. Thử. Ngon phết. Thử nào. Ai đây? Lily.
Giờ lâu lắm không gặp em. Này thì Lily sốc nhá. Này thì Lily vậy. Này thì Lily chưa chết à? Quật cho thối đầu. Ôi, cái này quật vào đầu sốc kinh thật. Cầm đôi dao kinh quá nhở. Lily ông sọc ngu người. Lily gục ngã rồi. Mặc dù bưởi anh rất to nhưng mà anh vẫn phải gục ngã trước mặt tôi. Dùng 100.000 cơ, kinh quá nhở. Hơi căng. Lily mày à, pickpocket ai à, cái trường này hơi bựa tí. Pickpocket này, pickpocket thôi nhé gục ngã nhé. Mày gục ngã chưa? Xử mày á. Né. Ôi, mình không ghét mày. Một vả, một gậy đi luôn. Ok, you win. Sao nó có bắt mình đánh cái này nhỉ? Thừa tiền mà. Rồi, nó cũng cầm gậy giống mình rồi. Mày ăn. Ấy, cái nhỉ? Ôi. Này, ngu láo, mình chọc phát nó ăn bom luôn. Cái gậy này rất là buồn cười là nếu mà bạn không đỡ thì bạn sẽ bị chọc vào đầu. Rất là đau. Mày múa nó kinh quá nhỉ. Mày như kiểu gậy phơi quần áo ấy. Úi giời. Mày gục ngã chưa? Mày ngu người. Ây à. Ngu người. Buồn cười quá trưởng. Chọc quần áo, phơi quần áo, chọc phát gãy đầu luôn. Rồi ngon rồi. Úi giời, insane. Chắc cái challenger là insane nhỉ. Cắt thoát. Ơ, mặt thằng này khác. Mình tưởng cắt thoát là mặt khác rồi nhỉ. Nhưng mặt thằng này khác. Đổi tên à? Đổi tên cũng thế à? Này, sốc nhá. Này, lại vả cho vào đầu. Rất là buồn cười là ở chỗ là cái gậy này giống rất là giống gậy chọc quần áo. Gậy chọc quần áo, chết ngay. Đi rồi. Sư mày. Chọt. Ô, chọc phát đầu chết luôn. Perfect. Cái gậy này buồn cười quá. Ngon. Mày được cái gậy ngon quá. 85.000 rồi. Lumberjack. Như kiểu chặt gỗ ấy nhỉ. Hay là kinh quá, giống vua hùng thế. Vua hùng thứ 18. Vua hùng thứ 18 thì cũng thế thôi. Vua hùng mà. Vua hùng chặt thịt gà. Này. Rồi phải chặt tường nhá. Này vua hùng này perfect nhá. Không có vớ vẩn. Yo. Ây à. Ây à. Sư mày. Mày nhớ. Ôi dồi ôi, nó vặt mình. Mày chết rồi. Tao sẽ có từ trường mới. Mày. Mà không ma thuật. Nó giống như kiểu Amaterasu. Hắc hỏa.
Rồi một phát nữa là ăn rồi. Insane, có bộ hơi khó. Qua đem bút mát xem được gì không. What? Đánh với 4 enemy, 4 thằng kẻ thù và với vũ khí random. Shit. Rồi, gậy giống nó rồi. Gậy giống mày đêm sao. Tao chọc mày luôn, tao xong mày luôn. Tao xong mày luôn. Ngu người ơi. Cái nhiều vũ khí mình biết sử dụng, mình sử dụng combo rất là đau nhá. Đúng hai combo gục ngã luôn. Rồi, ông này tên gì đây? Bắp cải à? À, Exil. Ôi, cầm thủ cấp đạo. Thủ cấp đoạn đao, chặt đầu hơi đau đấy. Này, chọc nhá. Đánh tao đi, tao cho một tưởng. Đánh tao đi, tao cho một trưởng thôi. Đúng rồi. Đánh con này, còn vô láo này. Rồi, vũ khí tiếp theo. À, Raven. Thằng này cuối cùng là cắt thoát. Rồi, Katana, thôi nhé. Mày đụng tinh thần kiếm sĩ Nhật Bản rồi. Ui, cái Katana hay thế. Mày tưởng mày dùng Sasuke mà mày ăn được tao á, sốc nhá. Ok, Katana này hay phết. Để tí nữa mình xem mình mở được cái Katana này chưa. Cầm Katana nghịch cũng sướng mà. Chăm chăm thằng này tên là Cutthroat. Đấy, biết ngay mà. À, máu. Móng, tao chơi luôn. Ông xiêm mày luôn. Này, tặng ui rồi. Nó chen né được quá khoảng. Úi trời ơi, combo đau quá nhỉ. Mà không có máu. Vớ vẩn. Đây mày lấy combo xịn này, đi nhá. Tạm biệt bạn, skill full này. Lên level. Full power đi. Ok. Úi giời, phát ông group. Golden Katana. Cái kiếm mày lúc ấy nè. Hello. Ông sôi luôn. Ngon chim rồi. Lên trên cái cuối đó. Rồi bây giờ mình cần bom. Rồi. Này vẫn full không sợ. Thôi nâng cấp này đi đỡ phải đấy. Đắc. Ui. Kinh thật. Nó thơm ngon luôn. Mặc dù mình không biết cái kiếm lửa là cái gì. Đọc kia đâu nhỉ? Đi mãi không thấy. Cái lip steel đi. Shuriken nào? Shuriken Kamui à? Ôi, throwing spy. Thôi, upgrade cái này đi. Mặc dù mình không dùng Shuriken nhiều lắm. Ok. Thử nào. Mình sẽ thử ở đây trước để xem skin mới nhá. Chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Cái này giống kiểu cái gì nhỉ? Genji. Ryujin, ok. Ôi, chém không trúng này. Đỉnh quá. Nào ra đây thử trường nào. Uầy, buồn nổ. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp cái series về Shadowfire 2 thì anh em đừng quên nhấn like, comment và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Game Action lên 100.000 subscribe nhá. Ok, xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Chào tạm biệt nhá. Thì anh sẽ dễ mở quả màu trứng, quả màu da cam chứ nhá. Ok, thì anh thích màu xanh anh sẽ để lại cuối cùng. Và chúng ta sẽ tiến hành mở quả trứng màu da cam trước nào. Mẹ nó khá ấy nhỉ. Quả này là khá chắc. Rồi, chúng ta đã mở được. Đây là trứng Minecraft của chúng ta. Và bây giờ bí mật sẽ được hé lộ. Woo! Đồ lắm đấy.
ghép luôn. Đây là một bộ đồ lắp ghép, đây là 3D Village.